xa nhịp nhạc thêm đến nhớ bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, ngất trên vui ta chúc nhau đi tìm. Thì chiều nay là tiếp tục mình đi siêu thị Mega Long Xuyên nha các bạn. Trong cái khuôn viên này có phở, có khu vui chơi trẻ em, có rửa xe nữa nha các bạn. Và bữa nay thì mình đi bằng cái con cốc xe Matic mình nha các bạn, xe nhỏ đi cho nó gọn nha các bạn. Thì hiện tại thì ở siêu thị Mega nó cũng có không khí đón xuân rồi nè các bạn, nó không khí Tết rồi. Và hiện tại thì cái lượt khách người ta đi mua sắm rất thấp các bạn. Lượng người đi rất ít nha anh em. Không khí thì đã ta trang trí là không khí xuân nha các bạn, nhưng mà thật sự cái người dân thì cũng đi mua sắm rất ít.